Hai Thúy chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ cái cách bảo quản đồ để tủ lạnh nha các bạn. Hôm nay Thúy bảo quản bắp cải. Vì lúc này mình hạn chế ra đường, mình cố gắng mình ở nhà nha các bạn. Mình đi chợ một tuần mình đi một lần thôi. Mình mua nhiều nhiều rồi về mình bảo quản tủ lạnh. Nhưng mà làm cách nào để mình bảo quản được lâu nha các bạn? Cái mấy loại bắp cải thì mình nếu mình để trực tiếp vào cái ngăn mát tủ lạnh thì nó rất là dễ bị dợp, bị hư. Cho nên nó héo rồi nó dợp nữa, tại vì cái những cái lá cải á, nó rất là mau hư. Cho nên hôm nay Thúy chia sẻ cái cách để mình bảo quản ha, các bạn làm cùng Thúy nha. Cái loại bắp cải này mà Thúy làm là Thúy để gần 2 tháng không có xi nhê gì luôn á các bạn, nó không héo không hư mà cái lớp bên ngoài á nó còn nguyên xi luôn mà nó không bị héo. Mà hôm nay Thúy sử dụng cái cuộn giấy này tại vì nó dễ bọc hơn nhé các bạn. Chứ nếu mà mình sử dụng cái giấy vuông á, thì mình phải tìm dây để mình cột, nó mất rất là mất công. Cho nên mình bọc như vậy. Mình bọc như vậy nó sẽ giữ cái độ lạnh á, nó không có trực tiếp vào trong cái bắp cải của mình. Giữ được rất là lâu luôn, 2-3 tháng là coi như là chuyện bình thường. Với hơn nữa bắp cải mình để dành, nhiều khi mình không có đi chợ mình cũng dễ ăn nữa. Xào hay nấu canh hay gì cũng được hết. Cho nên lúc này đồ rau củ cũng rất là mắc các bạn, cho nên mình bảo quản kỹ kỹ để mà mình đi dành mình ăn, chứ để mua mắc mà về để hư nữa rất là uổng đó. Mình bọc cho nó hết vòng vòng là như vậy, một lớp như vậy đó các bạn đó. Mình bọc bắp cải là các bạn nhớ là thêm một lớp giấy như vậy nha. Giờ xong một lớp giấy này là mình sẽ thêm một lớp nữa đó, mình phải bảo quản khác thì những cái loại khác, tại vì cái loại bắp cải này mà nó lạnh nhiều quá nó sẽ tự động nó sẽ dợp cái bắp cải của mình, nó sẽ hư rất là nhanh luôn á. Cho nên mình bảo quản cách này, rồi mình thêm một cái lớp báo nữa đó là bảo đảm luôn, nó không bao giờ. Mình làm cái cách này là mình để bao lâu mình cũng không có sợ hư hết đó các bạn đó. Mình bọc lại như vậy. Rồi mình cho vào cái bọc. Như vậy là an toàn. Chứ nếu mình bọc trực tiếp với lớp áo vô mà không có lớp giấy bên trong á, cái loại bắp cải nó trắng á, mình bọc lớp áo vô nó sẽ ra màu. Hơn nữa là nó rất mau hư. Cái nhiệt độ lạnh quá nhiều á, nó cũng hư nữa các bạn. Đó, rồi mình như vậy là đem vào ngăn mát mình để thôi. Là bảo đảm luôn là mình để hoài hoài luôn, mình không sử dụng tới cũng không có hư luôn. Để khi nào mình không có đồ ăn hay là mình ít đi chợ thì mình cứ lấy ra mình sử dụng thôi. Đó, mình mua nhiều nhiều gì mình để cũng không. Thôi video của Thúy đến đây Thúy dừng. Các bạn thấy video Thúy hữu ích thì tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thúy bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.